Mua Liên Quân và Liên Minh Huyền Thoại tại chợ ad.vn. Hello, xin chào tất cả các anh và chào mừng anh em đã quay trở lại với trái đồ của mình. Ở đây là, đây mình đã mua một cái lon sữa đây mà, đây là cái sữa ngôi sao Phương Nam. Đây, sau thêm Stan các bạn biết. Đây, đây là vì tổng tính thức cái nọt đây nọ đây. Thì hôm nay tôi sẽ cùng mấy tôi sẽ làm một cái ly sữa tươi khổng lồ đây mà đây. Bé xì ly sữa tươi biểu ngày hè, thực sự ngày mấy ngày hè sữa rất nóng đây. Thời tiết của bé sữa rất nóng đấy, cực kỳ nóng luôn rồi đây. Thì tôi sẽ làm một đồ sữa đá và đập đá vô và uống. Thực sự nó rất là mặc lạnh đấy. Thì bây giờ là không nên tin thuyền được. Bây giờ thật sự tôi sẽ mê và làm một ly sữa tươi biểu ngày khổng lồ cái. Thì bây giờ tôi đi lấy gì quên rồi. Đây cái thau. Đây tôi lấy cái thau rất đặc biệt. Và bây giờ tôi sẽ lên lại đá nữa. Đây. Bỏ đây nè, từ tận sau. Anh nói đá thì tôi bỏ được nhiều. Đây. Cực kỳ nhiều luôn. Ê. Bỏ đây bơ đem lên. Đây. Đóng lại. Ok, này nè. Đây. Mẹ ơi. Mẹ ứng uống một thau sữa to khổng lồ mẹ. Mẹ đây 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 mẹ này. Mẹ nữa. Thau sữa đá khổng lồ. Em mua đó mẹ nữa. Bây giờ thật lấy lại cái chai này, chai để đập nè. Thập cái nó ra nặng đây, sẽ lấy kéo và cái dao lên đây. Ok. Lại trong bị đá rất là nhiều, cực kỳ nhiều đấy mà này. Thì bây giờ tôi sẽ đục đá đây mà đây. Thì đục bằng cái dao. Mẹ đục đục nước mấy. Anh em ở đây. Đây tôi đã thật một cái lồ cực kỳ to. Em sử dụng đá. Rồi đấy mọi và tôi đã đục đá đấy mà đây. Sửa này thật sự nó rất là cũng là được cái. Đây. Thì bây giờ tôi sẽ đó. Đây. Bây giờ tôi sẽ đổ đá vào đây đã. Rồi tôi sẽ bỏ đồ xong. Đây. Đá tôi đập ra. Đây. Vì làm thấu sữa đá khổng lồ thì tôi sẽ bỏ rất cực kỳ nhiều đá để cho nó làm cực ngon lên mà. Đây. Ngon là mình được. Dạ. Đấy mà thì bây giờ tôi sẽ đổ sữa vô. À nhìn nhờ. Cực kỳ ngon đấy mà. Dạ. Để đi cho nó lâu đi nữa. Đây đây mà. Ngủ một đôi rạng mình ạ. Đây bạn, đây thì ta đã có một thau sữa khổng lồ rồi. Đây. Cực kinh như lắm đấy bạn. Đây. Đây. Bây giờ thật là thổi ra cho nó rán nữa. Sữa mạc nhiều lắm ạ. Đây. Đây sữa nó rán cực rất nhiều luôn. Đã vô là cực kỳ là nhiều. Mà cái ý chứ thì cũng không lúng lá bị ngã mùi. Hết pin ạ. Anh em ơi, đây xong rồi. Thì sự thứ cực kỳ nhanh ạ, sẽ bỏ đá vào thêm. Đây, tôi sẽ quay điều. Đây. Thực sự làm chứ từng ly sữa ra thực sự của không hiểu đến mặn. Chắc chắn là không hiểu luôn. Đây, sữa rất là nhiều. Anh em nhìn thôi cho tôi thử lại rất nhiều nữa. Quá nhiều luôn. Là sữa là vô cùng béo em ạ, quá béo luôn. Wow wow, để tôi bây giờ sẽ thưởng thức. Mình thưởng mình. Đây,
Anh em ơi, đây cho anh em xem là cái cần cảnh là tôi sự đá cực kỳ ngon em ạ. Để uống của mình nhiều lắm. Không mừng. Mẹ mẹ bọn tôi mình nhỏ thôi, đường nhiều. Nhá. Cực kỳ ngon lắm ạ. Vô cùng béo. Không mình. Ngó bên này. Mà không sợ gì cả. Dạ. À, không có mấy đây. Em ạ, thật sự là coi cảm giác thật sự là ngon. Cực kỳ béo. Anh em bảo thật sự là kì ngồi sau bữa ăn thật sự là nó ngon lắm, cực kỳ béo luôn. Hay. Anh em thì anh em thấy cái tô sữa tôi ngon to béo ngày thì anh em hãy cho tôi và mẹ tôi một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Đấy. Thì bây giờ không còn gì để đi khen nữa. Anh đang thấy video của hay thì ủng hộ tôi bằng cái like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của tôi nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.